chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thứ trong cuộc đời. Cả niềm vui, nỗi buồn và những thử thách. Và lần này cũng thế, California Transformation Challenge không chỉ là thử thách thay đổi hình thể, nó còn là một sự thử thách cho sự kiên trì và quyết tâm của chúng tôi. Những khi tôi muốn bỏ cuộc, những lời động viên của anh ấy khiến tôi phải tiếp tục. Những lời động viên của cô ấy khiến tôi phải tiếp tục. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau chiến thắng thử thách này vì chính bản thân mình. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Cùng đi đến chặng cuối con đường một cách khỏe mạnh nhất. Trở nên sexy và amazing.